căn nhà sàn của bà Cờ So Hờ Lết tại thôn Plei Rinh Đáp, xã A Dâm Hạ, huyện Phú Thiện. Hôm nay đông vui, nhộn nhịp hơn hẳn. Ngay từ sáng sớm, hàng chục cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang xã đã có mặt để giúp bà Hờ Lết sửa sang lại căn nhà của mình. Là gia đình thuộc đối tượng chính sách, bà Hờ Lết là mẹ liệt sĩ. Ở cái tuổi hơn 100 xưa nay hiếm, vẫn mạnh khỏe và minh mẫn. Không giấu được niềm vui, bà tận tay rót từng ly nước, mời bộ đội uống và cùng chia sẻ những câu chuyện vui buồn của mình. Cảm ơn sự tận tâm của các chú bộ đội đã sửa sang nhà giúp bà. Hoàn thành xong công việc ở nhà bà Hờ Lết, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng với cấp ủy chính quyền, ban ngành đoàn thể địa phương đến thăm động viên và tặng quà gia đình ông Rơ Manh Bai thuộc diện hộ nghèo. Ông bà tuổi cao sức yếu lại thường xuyên đau ốm, con cái đều trưởng thành ra ở riêng. Chỉ có ông bà nương tựa vào nhau, thu nhập chủ yếu dựa vào mấy sào lúa nước, mùa được, mùa mất. Nay đón bộ đội, đoàn viên thanh niên và lãnh đạo xã đến thăm động viên và tặng quà, ông bà vui hẳn lên. Mình không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn chú bộ đội, các bạn trẻ và lãnh đạo xã đã đến giúp dân làng sửa chữa nhà, trồng hoa, dọn dẹp đường làng sạch sẽ, lại còn thăm, tặng quà cho gia đình mình. Mình rất vui, sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe và làm ăn thật tốt. Thay mặt dân làng, xin cảm ơn các chú bộ đội và chính quyền xã rất nhiều. Dịp này, ngoài sửa chữa nhà ở, thăm tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, các đơn vị của xã còn phát quang, tổng dọn vệ sinh hàng chục km đường làng, nạo vét, phát quang gần 5 km kênh mương dẫn nước tưới tiêu về cho cánh đồng của làng. Đây cũng là nhiệm vụ, cũng là trách nhiệm của lực lượng dân quân, góp với bản thân thì có một phần nhỏ bé của mình vào cái công việc thiết thực nhất. Qua cái công việc đó để giúp nhân dân, thì nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số, thay đổi cái cách nghĩ, nếp làm và tự mình vươn lên phát triển kinh tế cũng như giáo dục con cái. Thì đi đôi với công tác huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, thì đối với công tác dân vận, vận động quần chúng, nó là một cái nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm đối với lực lượng quân của xã nhà. Đấy là làm công tác dân vận, giúp các cái gia đình chính sách, đấy, và các cái thôn làng đồng bào dân tộc sở tại về dọn dẹp vệ sinh, cảnh quan môi trường, rồi di dời chuồng trại, giúp các cái gia đình chính sách và dọn dẹp vệ sinh, rồi sửa sang nhà cửa, rồi một số các cái nhiệm vụ khác. Đó là qua các cái nhiệm vụ đó thì đối với các cái bà con nhân dân trên địa bàn xã Đông Hạ thì cũng rất quý và tin tưởng vào các lực lượng vũ trang của xã. Không chỉ giúp bà con dân làng làm việc dọn dẹp đường làng, ngõ xóm hay khơi thông kênh mương nội đồng, dịp này cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang xã còn đồng hành cùng với địa phương tôn tạo, chăm sóc khuôn viên của khu di tích Plei ơi. Thông qua đó, giáo dục truyền thống cũng như tinh thần trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân. Tôi rất là tự hào vì mình được là một người con sinh sống ở tại khu đất có di tích lịch sử văn hóa Bà Lê ơi. Tôi mong muốn là mình sau này mình sẽ cống hiến lại cái khả năng năng lực của mình tích cực này, chủ động và phát huy hết sức mình để giúp đỡ cho bà con mình. Để công tác dân vận mang lại hiệu quả, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã chủ động tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, cấp ủy chính quyền, chọn những phần việc thiết thực, ý nghĩa, chú trọng giúp đỡ những gia đình chính sách, người neo đơn, gia đình người dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế khó khăn. Được bà con dân làng, cấp ủy chính quyền
ghi nhận và đánh giá cao. Lực lượng dân quân thường trực tại chỗ kết hợp cùng với lực lượng dân quân cơ động tăng cường thêm cái lực lượng thì trong cái năm qua cũng như là các năm trước thì đã làm rất tốt cái công tác mà vận động nhân dân trong cái việc mà bê tông hóa nông thôn cũng như là cái thực hiện các cái nghĩa vụ quốc phòng an ninh và cái hướng dẫn nhân dân trong cái việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, thực hiện nghĩa vụ đối với công dân, đối với nhân dân và cũng với trách nhiệm, nhận thức rõ cái trách nhiệm của mình đối với quê hương đất nước. Việc đồng hành cùng cấp ủy chính quyền địa phương trong bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang xã A Dùm Hạ đã góp phần tích cực tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, nâng cao đời sống cho người dân và tham gia bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng xã ngày càng phát triển.